Đình Đoàn Hà Nội, Đỗ Đình Đoàn Hà Nội, Ngô Văn Quốc Bắc Giang, Ngô Văn Quốc Bắc Giang, đại xanh, hạng 54 kg, vật tự do. Đình Đoàn gặp Ngô Văn Quốc toàn gian các thành danh trong tay cả các trọng tài của mình cùng lên đường lên tranh đấu bắt đầu. Đỏ một điểm. Một điểm phải ra ngoài. Tích cực, trọng tài nhắc nhở tích cực thi đấu. Tốt, bốc lỗi. Đôi giày quá sang sau hơn. Ôi cuốn này quá. Ô tuyệt vời. Liên tục. Đủ điểm. Đấy quá hay. Hay quá. Bảo đà rồi cuốn theo thế này. Với số điểm 10 không Hà Nội. Hà Nội thắng. Tuyệt vời.